Chúng ta đến với đề số 2 trong chương mục giải 100 đề thi chinh phục tiếng Anh lớp 5 của chúng ta. Đề số 2 chúng ta bắt đầu từ câu số 1. Là một, nó sẽ cái một nó hàng dọc này các bạn nha. 1 21 22 nhưng thôi thầy làm từ trên xuống dưới này luôn cũng được. Câu thứ tự này không quan trọng, miễn là mình làm đúng là được các bạn nha. Ví dụ câu số 1 này nó thiếu cái chữ gì để nó tạo thành một chữ có nghĩa. Đây là dạng khó đó các bạn, người ta kiểm tra từ vựng của mình rất là kỹ đó. Này thiếu chữ O. Các bạn nhìn vô biết là chữ gì không? Nose. Nose là cái gì các bạn? Cái mũi của mình á, cái mũi là ngửi đó. Ok. Câu 2. Câu 2 nhìn vô thiếu chữ gì biết không? Thiếu chữ R. Story, đúng không? Story là truyện á, truyện á. Ok. Câu 3. Câu 3 hơi khó. Thiếu chữ X. Exam là kỳ thi á, kiểm tra đó, kỳ thi kiểm tra đó. Câu 4, câu 21 này, câu 22 này, 21 cho phải 3 nhá, 22 này. Museum, đúng không? Đó, museum. Đó, cho nên là để ý có thiếu chữ F. Rồi. Câu tiếp theo. Nhìn vô đây, đoán được không? Dễ mà các bạn. Dance, đúng không? Dance là múa hát đó. Còn cái này, câu 23 là gì đó bạn? Either hoặc là either, đúng không? E nè. Nếu như người Anh người ta đọc là either, còn người Mỹ người ta đọc là either các bạn nha. Ok. Câu này thiếu chữ gì? Chữ A để thành cái gì? Peach là quả đào. Quả đào. Climb, leo trèo á, leo trèo. Climb. Head. Head là cái đầu á, cái đầu á. July là cái tháng 7 đó các bạn. July chữ U. Chữ U nha. Chữ E này. Câu số 6 này là gì? Thin. Mỏng gầy đó. Mỏng gầy á. Thin. Thiếu chữ H. Cái này dễ rồi. Thiếu chữ Y. Kitchen. Đúng không? Nhà bếp. Rồi. Còn câu số 7 này các bạn. Down. Down là xuống á. Xuống á. Chữ U đất. Skirt. Skirt này là gì á? Là cái váy. Cái váy, cái áo. Thiếu chữ Y nha. Number. Cái này dễ rồi. Chữ B. Là số đó. Con số đó. Wife, người vợ đó các bạn. Y ngắn nè, wife, người vợ. Please, vui lòng đó, vui lòng đó. Gì các bạn? Shock là cái gì đó? Shock là cái vớ đó, hay là cái tóc mà đeo ở chân chúng ta đó. Còn câu 10 này gì các bạn biết không? Trouser, đúng không? U, chữ U nha. Trousers là gì đó? Là cái bộ quần đó, cái quần đó các bạn. Candy là viên kẹo, dễ rồi. Chữ N nha, chữ N. Còn này, 11. May. May là gì? Tháng 5 á. Cái tháng trong năm á, ở đây là tháng 5 á. Pizza. Pizza nhé. Pizza là cái bánh pizza đó. Chúng ta hay gọi là bánh pizza để ăn đó các bạn. Pizza. Bathroom, dễ rồi, chữ R. Bathroom. Bath là phòng ngủ á. Always, chữ W. Always là luôn luôn á. Easy, E-A-S-Y, easy là dễ dàng á. Village, village là cái ngôi làng đó các bạn. Ngôi làng. Ok. Number, dễ rồi, con số, đúng không? Summary. Summary, chữ M. Summary này là gì đó? Tóm tắt đó các bạn. Tóm tắt lại đó. Để các bạn dễ thấy này. Lên xíu nữa nè. Đó. Color. Color là màu sắc đó. Màu sắc. Table. Table là gì? Là cái bàn. Cái bàn học. Third. Third là số 3 đó bạn. Third. Poor. Poor là nghèo á. Nghèo khổ đó. Nghèo khổ. Còn này các bạn, câu 17 là gì? Dear. Dear trong cái viết thư mà đầu thư á, dear chúng ta hay dịch là thân mến đó các bạn, thân mến đó. About là nói về, about là nói về cái gì đó. Cinema. Cinema rạp chiếu phim á, chữ N nè, chữ N. Nurse, chữ R.
Nurse là y tá đó bạn, y tá. Funny, N nha, chữ N luôn, là vui, vui vẻ, vui cười. Rich là giàu có, chữ cờ, rich. There, chữ tờ đúng không? There, ô, chữ nói, three là số 3 đó. Three, số 3. Board là cái bảng á, chữ A đây nha, chữ A. Đây, chữ tờ là cái bảng, ok. Như vậy là 40 câu đầu tiên của cái phần số 2 này, thầy cũng, cái của cái đề số 2 này á, là cái phần 1 của cái đề số 2 này, thầy cũng làm xong cho bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo, chúng ta đến với phần 2 của đề số 2 này.